tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bánh xe ô tô. Bây giờ mình sẽ làm cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bánh xe máy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ bánh xe đạp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu hồng nhé mọi người ơi. Mọi người ơi, đây là màu gì nhỉ? Màu tím của mình. Mọi người ơi, đây là phần màu tím của mình nha. Màu tím của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xám nha. Mọi người ơi, đây là phần màu xám của mình nha. Phần màu xám của mình đây nha mọi người. Đây là phần màu xám của mình nhé. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu đỏ nha. Mọi người, đây là phần màu đỏ của mình này. Đây là phần màu đỏ của mình nhé mọi người. Màu đỏ của mình đây nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh lá mạ. Đúng rồi, màu xanh lá mạ nha. Người đây đây nha. Đây là màu xanh lá mạ của mình nha mọi người. Đây là xanh lá mạ của mình này mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt chữ nha.
mọi người ơi, phần hạt trước của mình này, phần hạt trước của mình xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ buộc vòng lại nha mọi người. Bây giờ mình sẽ buộc cái vòng của mình lại nhá. Bây giờ mình buộc vòng của mình lại nha mọi người. Mình sẽ trang trí nốt phần vòng nhé mọi người. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.